Rồi heo mình ra con thứ 11 rồi nè các bạn. Con thứ 11 này rất là to luôn, dây gúng nó bắt đầu rơi gớt trước kìa, dây gúng nó chạy kìa. Mình quay ra cho các bạn xem mà lúc heo nó cắn ổ nha các bạn. Đó, nó ủi dưới nền nha các bạn. Đó, nó ủi giống như vậy đó. Còn mà nó đau bụng nữa thì nó cắn sắt nha. Các bạn nhìn thấy mấy cây sắt ướt nè. Đây là từ đây tới đây ướt nè, ướt nguyên dãy bên đây luôn nè. Là nó cắn, nãy giờ nó cắn cùm vậy đó. Mình ở trong nhà cách khoảng chừng 30 mấy 40 mét á mà nghe nó cắn cùm, nó ủi máng nó cùm luôn. Đây là biểu hiện con heo nó cắn ổ, nó gần đẻ nha các bạn. Đó, nó cắn sắt kìa. Đó, các bạn mới để ý nha, heo nó cắn ổ là nó đau bụng dữ lắm. Các bạn nhìn thấy con heo không? Quá trời cái bụng thấy không? Nó đứng mà bụng nó kìa, hai bên nó u ra nè. Các bạn nhìn thấy nó u ra không? Đó, mình đứng phía sau mà nó u ra nè. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Thì lâu rồi á là mình chưa có ra clip. Thì hôm nay thì có được một con heo nó đẻ buổi sáng. Thì sẵn đây á thì mình quay cho các bạn xem. Nó đẻ ban ngày á thì đỡ cực hơn các bạn. Còn mà nó đẻ buổi tối á là canh mệt lắm. Hồi đêm hôm mình cũng vất vả với nó đó, mình cũng đi ra đi vô mình coi nó. Nó cứ đứng dị, nó cắn ổ hoài à. Nhưng mà đến gần 7 giờ sáng thì nó mới đẻ nha. Mà được cái là mình có lắp camera thì mình ở trong nhà mình quan sát nó dễ hơn. Còn mà lúc trước mình chưa lắp á là cứ cách chừng nửa tiếng là mình đầu mình ra mình thăm, tức là cực mình lắm. Rồi bây giờ mình đã lắp một cái camera rồi. Nếu mà các bạn nuôi á thì các bạn lắp một cái camera đi, thì để các bạn ở trong nhà các bạn quan sát á thì nó sẽ thuận tiện hơn. Các bạn khỏi cần đi ra ngoài, các bạn cứ lắp ngay chân con heo, rồi các bạn muốn coi chỗ nào thì các bạn xây camera, các bạn coi chỗ đó thôi. Khi nào mà nó dở nước ối á thì các bạn ra, còn mà nó nằm xuống ngủ bình thường thì thôi, mình không có cần canh nó nữa. Từ mình lắp cái, từ khi mà lắp cái camera khoảng 2 tháng nay á là mình rất là khỏe luôn, là buổi tối là ít có đi ra ngoài lắm. Có thời đêm hôm á là nó cứ đứng lên nằm xuống, đứng lên nằm xuống, rồi bắt đầu là nó đi tiểu, nước tiểu của nó là mình không có nhìn kỹ là đó là nước ối hay là nước tiểu. Bắt đầu mình ra mình mới quan sát kỹ lại cho chắc nha các bạn. Các bạn thử các bạn cùng đón với mình là xem con heo này kết quả cuối cùng là nó được bao nhiêu con nha các bạn. Mình thấy bụng nó to đó, thì các bạn cứ bình luận xuống đi để xem coi là bạn nào đúng đúng nha. Thì heo của mình là heo hai máu, dòng nào cũng đẻ sai hết các bạn. Ba dù cho mình để lại ba máu á, thì nó cũng đẻ sai 11-12 con. Còn mà thường thường là hai máu của mình á, tầm lứa 2 đổ đi á, là 13-14 con đổ lên hết. Không có con nào mà 90 con đâu, dòng hai máu là đẻ rất sai nha. Mình tiện chọn á, thì nó rất là ok. Còn mà cái dòng nào mình cũng để lại chân á là không được nha các bạn. Tùy theo dòng mà các bạn để lại chứ không phải là dòng nào các bạn cũng để lại được nha. Hiện tại á là mình thông báo luôn, hiện tại là heo giống hay heo con, hiện tại là heo con hai máu giống của mình là chưa có nha. Bây giờ mình mới bắt đầu mình mối lại là có thể là qua Tết mới có, nhưng mà không nhiều đâu các bạn, tầm chừng chục con, mười mấy con đổ lại thôi. Tại vì mình để lại thứ nhất á là có khách dặn á thì mình sẽ chia, còn nếu mà không có khách nào á thì mình sẽ tăng đàn hoặc là mình thay đàn của mình luôn nha. Nên mình không có phối nhiều đâu, tại vì tinh giống á là một phối một con nái như vậy đó là chi phí cho nó 2 triệu, một liều là 1 triệu, một con nái là phối 2 lần, 2 bịch là 2 triệu các bạn, không phải là tinh thông thường và 60-100 đâu. Nên giá cả thì nó khác nhau nha các bạn, chứ các bạn không thể so sánh mà heo giống hai máu và heo ba máu nuôi thịt nó bằng giá nhau, chuyện này là không thể nha các bạn. Rồi các bạn thấy clip của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thì bây giờ mình tiếp tục mình đỡ đẻ cho con heo này, rồi mình sẽ xuất clip cho các bạn xem. Rồi, các bạn mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh của mình trong thời gian qua nha. Heo mình buổi sáng hôm nay nè các bạn, hồi đêm hôm bây giờ mình canh mà nó không đẻ luôn các bạn. Sáng hôm nay thì mình kiểm tra sữa cho các bạn xem nha. Đó, các bạn nhìn thấy bụng không? Rồi bầu vú nữa nè. Bây giờ mình kiểm tra sữa cho các bạn xem nè. Đây. Đó, sữa 4 hình tia nè các bạn. Bóp nó xịt luôn nè. Đó. Con này sắp đẻ rồi các bạn. Heo mình buổi sáng nay đẻ con đầu tiên rồi nè các bạn. Nó ra không được mình kéo nó ra tiếp nha. Do hai cái chân sau của nó co dúm lại giống như là mình co vậy đó. Rồi nó to quá nó ra không được nha. Cái con này thì cũng tương đối chứ không có to lắm, nó cũng không nhỏ lắm, cũng được các bạn, mà nó dài đòn nha các bạn. Đó các bạn nhìn nè, thấy chưa? Rồi đợi con tiếp theo thì mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Đây mình quay cho các bạn xem có con thứ hai nè, nó còn dây gúng, nó mới vừa gớt dây gúng xuống luôn nè các bạn.
có một con, trong đây một con đó là hai con nha, heo mình hai con, heo rất dài đòn luôn nè. Các bạn nhìn trong video là các bạn thấy à, các bạn thấy không, cái miếng mủ mà từ từ chân chỗ cái mí này nè qua tới bên đây là 45 đó, các bạn nhìn thấy con heo mới đẻ ra mà nó dài khoảng 40 luôn rồi đó. Đây mình quay lại cho các bạn xem nè, đó cho các bạn thấy con heo nó dài đòn nè, con này cũng dài đòn luôn nè. Rồi heo mình được hai con nha. Rồi một tí nữa con thứ ba thì mình quay cho các bạn xem. Mình mới vừa nghe điện thoại nên cái con này nó đẻ ra là mình không có quay trực tiếp cho các bạn xem được, các bạn thông cảm nha. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cái bụng con này rất là to luôn, các bạn đón cùng với mình nha. Con này á là mình đón là khoảng 14 đến 15 con, thì các bạn đón bao nhiêu con thì các bạn cứ bình luận xuống với mình nha. Con nó còn nhiều đó các bạn, nó đội nè. Các bạn nhìn thấy không, cái cục kênh như này nè, cục kênh như này nè, con nó đội lên á, nên nó u lên á đó. Heo mình tiếp tục ra con thứ ba nè các bạn. Cái con này là mình kéo ra nha, không biết sao mà nó ra cái giò trước mà hai cái giò nó cứ co hoài, nó co rồi bắt đầu là nó bự quá nó ra không được, nó ra gần tới rồi, nó ra tới chỗ này rồi nè, bắt đầu là nó co cái giò lại, nó bự quá nó ra chỗ xương chậu này không được các bạn. Các bạn lưu ý nha, heo của mình á là khoảng chừng 30 phút mà các bạn thấy gặn hoài mà không ra là có thể nó xuống rồi, nhưng mà nó bị kẹt, mà nó kẹt không nhiều nên con mẹ nó không có biểu hiện khó chịu. Còn mà nếu mà nó kẹt nhiều và con mẹ nó biểu hiện khó chịu á là nó cứ đứng lên nằm xuống, đứng lên nằm xuống, thì gặp cái trường hợp như vậy đó thì các bạn kiểm tra thử coi con mắt của nó có đỏ hay không. Các bạn cứ dạch con mắt của nó lên. Đây nè, con heo nè các bạn, để mình tắt đèn led. Các bạn nhìn kỹ cái chồng trắng của nó coi là gân máu nó có đỏ lên nhiều không. Con heo mà nó càng mệt càng muốn sốt á là cái chồng trắng của nó nổi lên nhiều lắm. Heo của mình đẻ ra rất là to luôn đó. Để mình xử lý con này, mình bỏ vô sụt ấm đi rồi mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Trong đây hai con rồi nè, ở đây một con nữa, ba con. Heo của mình rất là to, rất là dài đòn luôn các bạn. Hai con đầu thì nó nhỏ nha, còn cái con này là nó to nè. Bụng cũng còn to lắm các bạn. Các bạn cùng đón với mình là bao nhiêu con nha. Đó, con thứ tư ra nè các bạn. Nãy giờ mới canh ra được con mà ra không canh không được nhiều nữa các bạn. Nó bắt đầu ra mình mới quay được. Con thứ tư nha, heo mình rất là to luôn nha. Đó. Rồi, tiếp tục mình xử lý con thứ tư rồi tiếp tục mình quay cho các bạn xem thêm. Rồi, con thứ năm chuẩn bị ra nè các bạn. Các bạn thấy nước ối nó trào ra chưa? Đó, nó gặn cái nữa là con nó ra nha. Đó, con nó bắt đầu ra nè, nước ối quá trời luôn rồi. Gặn đi. Gặn nè, con ra nè. Đó, ra đầu trước các bạn. Rồi, con này nãy giờ lâu quá trời luôn nghe. Đó, con này nhỏ các bạn, con này không bự đâu. Con này hơi nhỏ nha. Heo mình nãy giờ con nào cũng dài đòn hết trơn các bạn. Các bạn nhìn thấy nó nằm là các bạn biết nó dài đòn rồi nè. Đó, mấy con trong này nó cũng dài đòn nữa nè. Hiện tại là heo mình được 5 con nha. Bụng rất còn to luôn các bạn. Bụng nó vẫn còn to nha. Các bạn cứ bình luận xuống xem là bạn nào đoán đúng nha. Con này là heo hai máu. Lứa đầu tiên là hư thai, 1 tháng mấy hư thai. Bắt đầu mang thai lại lần thứ hai là bụng rất là to luôn nè. Đó. Heo mình hiện tại là được 8 con nè các bạn, nhưng mà nó ngọt hai con rồi nha. Trong sọt nè các bạn, 5 con nè. 2 4 5 con. Ở ngoài này là 3 con nè. Và hai con thứ 6, con thứ 7 là nó bị ngọt rồi các bạn. Thì bắt đầu mình móc tiếp ra con thứ 8 luôn nha. Con thứ 6 là nó bị ngọt, còn con thứ 7 là nó chết trong khoảng chừng 1 tuần đến 10 ngày rồi các bạn. Đó, hiện tại là heo mình được 8 con nha. Sống 6 con. Rồi để một tí nữa thì có tình hình chuyển biến gì á thì mình quay cho các bạn xem thêm nha. Cái con thứ 5 ra cách cái con thứ 6 ngọt á các bạn. Nó chỉ có khoảng chừng 15 phút thôi, bắt đầu mà nó đẻ tiếp rồi là mình ra là mình thấy nó ngọt, nó suông luôn rồi. Nó không có cọ quậy gì hết, nó dịu quặt luôn rồi. Rồi bắt đầu mình đưa tay vô mình móc là ra con thứ 7, rồi mình móc tiếp một con nữa là ra con thứ 8. Hiện tại là bên trong là nó trống rồi. Thì mình đợi một tí nữa nó đẻ thì mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Rồi heo mình đang gặn con thứ 9 ra nè các bạn. Con thứ 9 ra đầu trước nha. Đó, nó mới ra tới là nó la rồi. Nó làm cái è rồi. Đó. Hiện tại là heo mình được 9 con nha.
con nào cũng to cũng dài đòn hết á. Cái bụng nó còn nhô nè các bạn, các bạn để ý nha, cái bụng chỗ này nó còn nhô còn to nè, là vẫn còn con bình thường nha các bạn. Đó, heo mình 9 con nha. Ở trong đây là 6 con nè, với 2 con ngọt hồi nãy á là 9 con. Đó, các bạn cùng đón với mình đi xem coi nó đẻ được bao nhiêu con. Bữa hổm con 3 máu, mình thấy cái bụng nó nhỏ mà nó đẻ được 20 con. Con này mình thấy bụng to đó mà không biết được bao nhiêu con nè. Heo mình hiện tại được 9 con nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiêm cho nó một mũi hạ sốt để cho nó giảm đau nha các bạn. À, các bạn lưu ý á, thì heo các bạn đẻ tầm chừng 2 đến 3 con thì các bạn tiêm hạ sốt cho nó cũng được để cho nó giảm đau nó lại. À, hạ sốt là giúp nó không sốt một phần. Rồi thứ hai nữa là giúp cho con heo lúc mà nó đẻ nó giảm đau hơn. Các bạn chích hạ sốt vô con heo nó đỡ hơn nhiều lắm. Rồi bây giờ mình sẽ tiêm nha. Ở đây là mình đã rút 15C hạ sốt nè. Ví dụ như con heo này 200kg thì các bạn tiêm 15C hạ sốt cũng được. Cũng không nhất thiết phải tiêm đủ liều nó là 20C đâu. Tại vì cái này là mình tiêm phòng ngừa để giảm đau thôi, chứ không phải là mình tiêm điều trị nha. Heo mình đã tiêm hạ sốt cho nó các bạn. Ghim vô nó đau quá, nó ngồi dị luôn rồi nè. Các bạn nhìn thấy nó đẻ được 9 con mà các bạn xem nè. Nó nằm mà cái bụng nó u ra nè. Đó. Đó, quay chi tiết lại cho các bạn xem nè. Bên đó u, bên đây u luôn nha. Hiện tại là được 9 con rồi. Đó, mấy con thì ăn no, nằm ngủ hết rồi nè. Đó. Heo mình mới đẻ ra một em bé mini nè các bạn. Cái con này rất là nhỏ luôn nè các bạn. Cái con này chừng phân nửa cái con bự nhất trong đàn thôi. Hiện tại là con này là con thứ 10 nha các bạn. Đó, bụng còn rất là to luôn. Nó ngồi dậy cái nó nằm xuống cái đẻ liền luôn. Chứ mà con heo của các bạn á, lúc mà nó đẻ chậm hoặc là nó đẻ lâu khó á, thì các bạn nên đánh con heo đứng dậy. Rồi một tí nữa nó nằm xuống thì nó sẽ dễ, con nó xuống dễ hơn nha. Đó, trường hợp mà các bạn đợi con heo 3-4 tiếng mà nó không đẻ thì các bạn cứ đánh đi cho nó đứng dậy, nó đi tới đi lui, rồi bắt đầu một chút là nó nằm xuống là nó đẻ dễ à. Rồi để mình buộc cúng cái con thứ 10 này đi, rồi đem vô thì mình quay tiếp cho các bạn xem. Rồi heo mình ca con thứ 11 rồi nè các bạn. Con thứ 11 này rất là to luôn, dây gúng nó bắt đầu rơi rớt xuống kìa, dây gúng nó chạy kìa. Đó, các bạn thấy chạy không? Đó. Mấy con trong đây thì khỏe ấm hết rồi nè. Con thứ 11 này to nha. Con thứ 11 này nãy giờ là khoảng hơn 30 phút rồi nó mới ra đó các bạn. Mình tính kiểm tra thử rồi đó. À, con nó vẫn còn đội nè các bạn, nhìn thấy nè. Nhìn thấy ngay chân chỗ cái mục này nè, con nó đội lên vậy đó. Rồi để mình buộc gúng mình xử lý con 11 này đi rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Hiện tại là mình đang cho nái ăn nè. Để không cho ăn nó la quá trời la luôn các bạn ơi. Đây, heo mình ra con thứ 12 nè các bạn. Để mình kéo nó ra tiếp nha. Đó, con thứ 12 nha. Con này cũng to luôn các bạn ơi. Cũng dài đòn mà cũng to luôn nha. Đó, hiện tại là được 12 con rồi nhưng mà bụng vẫn còn nhô nè. Đó, mình thấy con nó vẫn còn đạp đó các bạn. Hiện tại là heo mình được 12 con nha, bụng vẫn còn to nhô cao. Rồi mình đợi nó đẻ khoảng được 1 con 2 con nữa đi, rồi bắt đầu là mình đem ra cho nó bú, hoặc là đợi con này khỏe xong là mình cho cái đàn này bú trước, rồi những con nào xanh sao á là mình sẽ cho nó bú sau nha. Rồi để mình lau chùi con này á, thì mình quay tiếp cho các bạn xem thêm. Ăn đây là con thứ 13 nè các bạn. Mình mới đi vừa rửa tay mình quay lại thấy con này đẻ ra nữa rồi. Được 13 con rồi. Chỗ này nè, cái chỗ này nè, mình thấy con nó vẫn còn đạp nè. Đó, hiện tại là heo mình 13 con nha. Trong đây là 10 con nè các bạn, với 2 con ngợp là 12, con này nó là 13 con nè. Để một tí nữa thì mình quay cho lúc cho nó bú á, thì mình sẽ kiểm heo lại cho các bạn để các bạn quan sát nha. Đó, nó mấy đàn bên đây ăn xong nó ngủ. Rồi hiện tại các bạn là heo mình bây giờ là nó đẻ được 13 con rồi. Bây giờ cái đàn này nó ra trước nha, mình sẽ cho nó ra bú trước. Còn một tí nữa thì có con nào nó ra sau á thì mình chỉ cho nó bú sau nha. Bây giờ thì mình đem qua bú cho các bạn xem để các bạn kiểm heo coi là con mình nói có đúng hay không nha. Các bạn
là mình để heo xuống, các bạn cùng nếm với mình luôn nha. Nai nha. Hiện tại là 11 con với hai con ngọt, hồi nãy là heo mình được 13 con rồi. Rồi một tiếng nữa nó đẻ được con nào nữa thì mình quay ra cho các bạn xem thêm nha. Để mình quay ra cho các bạn xem cho nó bú nè. Đây. Đó, đàn heo của mình nè các bạn. Đó, đàn heo của mình nó giành bú nè. Các bạn đợi một chút đi, có con nào thì mình quay cho các bạn xem thêm. Để chỗ này nó còn u nè, là không biết là nó còn nhiều hay còn con nữa. Đàn của mình là 13 con, mà còn hai con hiện tại là heo sống là 11 con. Để mình quay cận cảnh lại cho các bạn xem. Đây nè các bạn. Đó, đàn của mình 11 con nha. Con nhỏ này nhỏ nhất mà giành bú ghê không. Nè các bạn đếm nha. 1, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi nó đi bên kia một con kìa. Trên đầu heo mẹ một con là 11 con nha. Đó, mấy con này giành bú nè. Mấy đàn này thì có khách hết rồi các bạn. Cái này là mình chờ là giao cho khách thôi. Đó, ở đây còn có một con heo bụng nè. Các bạn nhìn thấy bụng đó nè. Con này chắc vài ngày nữa, 2-3 ngày nữa là nó đẻ nữa nè các bạn. Các bạn nhớ đón xem cái clip kế xem là đón xem là con heo này nó đẻ bao nhiêu con nha. Mình vừa mới kéo ra một con là con thứ 14 nè các bạn. Dây rúng nó còn luôn nè các bạn. Mình thấy heo mẹ nó cứ bể nước ối phân su nó cứ chảy ra hoài, nhưng mà mình không thấy nó gặn ra. Rồi mình đưa tay vô mình kéo thì cái con này nó ra tới xương chậu rồi. Rồi mình kéo nó ra, hiện tại là con này thứ 14, ngọt hai con là còn 12 con nha. Đó, rồi đợi một tí nữa thì còn con nào nữa thì mình quay cho các bạn xem. Mình thấy cái bụng nó còn u đó, nhưng mà không biết là nhau hay là con. Các bạn để ý nè. Các bạn để ý cái cục chỗ này nè, cái cục chỗ này nó vẫn còn u nè. Đó, ngay chân chỗ cái tay mình đi thẳng xuống đó. Chỗ này nè các bạn, đó, cục chỗ này nè, nó còn u. Chừng nào cái cục đó nó xẹp xuống á, thì có thể là nó ra nhau hoặc là ra con hết nha. Rồi đợi một tí nữa đi, thì mình quay tiếp cho các bạn xem. Để mình bỏ con này vô sọt đi cho nó bú sau nha. Quay cho các bạn xem heo mình buổi chiều nè các bạn. Trời ơi, thằng heo này đẻ ra con nữa nè các bạn. Con này là con thứ 15 rồi nè. Con này mới đẻ ra chưa có bao lâu đó các bạn. Nó chưa khô ngay chân chỗ gần cổ nữa nè. Con này đẻ ra chắc chừng 10 phút là dữ lắm rồi. Hồi lúc là nó đẻ xong là 12 giờ mấy, gần 1 giờ. Mình dội chuồng cái tới 2 giờ, hơn 2 giờ xíu các bạn. Bắt đầu mình nhốt những con heo này lại. Rồi mình đi vô chuồng, mình đi vô nhà mình nghỉ ngơi. Bây giờ là 4 giờ rưỡi. Là mình ra này, heo mình vẫn còn nhốt lại nè. Mà mình ra mình thấy cái con này nó đẻ ra rồi nè. Lúc mà nó đẻ xong là mình chích oxytocin rồi. Mình đưa tay vô mình can thiệp rồi, nó cũng không có luôn. Mà nó cũng có ra nhau rồi luôn. Mà bây giờ nó đẻ ra con nữa. Đó, heo mình hiện tại là đẻ được 15 con, heo sống 13 con. Ngọt 2 con nha các bạn. Rồi để mình xử lý con này đi một tí, mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Rồi heo mình buổi chiều nay nó đẻ xong nè các bạn. Mình quay cho các bạn xem nè. Để một tí nữa thì mình kiểm heo lại xem mình nói có đúng hay không nha. Buổi sáng thì nó chỉ có 12 con sống và 2 con ngọt thôi. Buổi chiều nó đẻ thêm một con nữa. Đó, bây giờ mình kiểm heo nha. 1, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con dưới là 10 nè, 11, 12, 13. Đó, hiện tại là heo mình đẻ được 15 con mà nó ngọt 2 con là còn 13 con nha các bạn. Có cái gì thì mình quay đúng cái đó nha. Cái con này là tối là khả năng nó ra còn ra nhau nữa chứ không phải là hết nha các bạn. Tại vì nó đẻ con nó rồi thì bắt buộc nó phải ra nhau nữa nó mới hết. Đó, các bạn nhìn thấy bú đều không? Mình quay sát lại cho các bạn xem nè.
chỉ có một con nhỏ thôi các bạn, có một con nhỏ xíu thôi nè, cái con này nè, con này con giữa màn hình nè là nhỏ xíu nè, còn mấy con kia thì nó cũng chín mười với nhau. Các bạn thấy clip của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn theo dõi kênh mình trong thời gian qua nha. Bây giờ mình quay lại cho các bạn xem cái con mà gần đẻ này nha các bạn. Đó, cái con này nó nằm nè các bạn. Mình mới cho nó ăn nửa ký nó nằm đó. Bụng nè. Bụng này thì mình đoán là nó cũng tương đối với con kia, nó hơi nhỏ hơn xíu. Thì đợi vài ngày nữa nó sinh á thì mình quay cho các bạn xem để các bạn đoán nha. Cái qua của nó mùi lắm rồi. Mình nặng thì nó chưa có sữa nhiều đâu, nhưng mà nó có một tí sữa rồi. Con nái này nuôi con khôn đó các bạn, chỉ cần heo con nó la thôi là bắt đầu là nó nhóm dậy rồi đó. Con nào mà la nhiều luôn á là nó đứng dậy luôn các bạn. Hồi chiều giờ mình để ý mấy lần rồi đó, nó nằm xuống, nó nằm từ từ nha, nó nằm mình trước, bắt đầu nó cái bụng nó bắt đầu nó chu đít, nó nằm xuống từ từ, con nó cầu la nhẹ một cái thôi là nó lòm còm rồi vậy rồi. Hết biết con heo này luôn rồi các bạn ơi. Nó đẻ rồi 7 giờ sáng, bây giờ hiện tại là 11 giờ tối rồi nè, mà nó còn ra một con nè. Đây mình che con này lại nha, nó còn trong bọc luôn nè các bạn. Nó mới đẻ ra cái sọt luôn đó. Mình coi camera nó thấy, mình vừa coi camera mình thấy cái bọc nhau mà thấy giống hệt cái con heo mình, rồi mình chạy ra mình quay cho các bạn xem liền nè. Hiện tại là heo của mình, heo sống là 13 con nè, như con đó nó là ngọt 3 con, là con này đẻ được 16 con nha. Đó, không biết còn không, mà sáng giờ lâu lâu gan con kiểm tra mà không có, nhưng mà lâu lâu thì gan con.